Ui, chảy máu rồi. Ui, chảy máu rồi. Chết. Ui giời ơi, chảy máu rồi. Ui, chết rồi. Bi 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 ba bi ba. Chết. Hello, chào tất cả các bạn đã quay trở lại kênh YouTube của Tường Barber. Rất là lâu rồi hôm nay Tường mới ngồi đây làm clip lồng tiếng để hướng dẫn cho mọi người. Hôm nay thì Tường sẽ hướng dẫn cho anh em cắt kiểu tóc Mohican cho trẻ con. Kiểu này thì Tường sẽ tattoo một hình hoa văn đơn giản để có điểm nhấn hơn. Bên dưới thì Tường sẽ skin fade. Đầu tiên thì vừa rồi thì Tường vừa xả tóc qua, sau đó Tường tạo hoa văn. Khi Tường tạo hoa văn xong thì bắt đầu Tường mới skin fade xung quanh. Còn phần trên top thì Tường sẽ giữ lại, tại vì ngày trước là cắt kiểu đầu bớt cắt lính thủy hình bộ. Với những kiểu tóc ngắn khỏe này thì chúng ta bấm một cái đường hoa văn thì nó sẽ có điểm nhấn hơn. Nhưng các bạn lưu ý là chúng ta tùy thuộc vào phụ huynh. Phụ huynh yêu cầu hoặc là phụ huynh phải thích thì chúng ta mới làm. Tại vì mỗi bậc phụ huynh có một cái quan điểm khác nhau. Nhất ở vùng quê, người ta nhìn thấy trẻ con nó bấm như này thì người ta sẽ không thích một chút nào. Người ta nghĩ như thế này là nghịch. Nhưng không. Thực ra thì như thế này nó là nghệ thuật. Chúng ta không thể dừng cái từ nghịch được mà nó phải là nghệ thuật. Đây là cháu của mình, con của chị gái. Tha thu thoải mái luôn. Ui, chảy máu rồi. Ui, chảy máu rồi. Chết. Ui giời ơi, chảy máu rồi. Ui, chết rồi. Bi 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 ba bi ba. Chết, chảy máu rồi. Có đau không? Hả? Chết rồi, giờ sao? Ui. Ui. Cậu sao ấy? Cậu chiều đi em sợ người. Biết sao luôn. Chôn ông cháu tí xem là có sợ không mà cháu nó phát hiện ra. Dưới này thì Tường dùng hộp cạo khô NT92 để Tường cạo trắng cái phần dưới chân này mọi người nhé. Thời gian vừa rồi thì Tường ít lồng tiếng. Chắc chắn rằng anh em yêu quý của Tường trên YouTube cũng đặt câu hỏi thắc mắc. Thì Tường cũng chia sẻ luôn là thời gian mà Tường ít lồng tiếng là Tường phải nghỉ để điều trị cái âm thanh phát ra giọng nói của Tường. Tức là Tường nói nó quá nhiều. Sáng trên lớp, chiều trên lớp, rồi lại thời gian cho khách hàng, thời gian dành cho anh em, rồi về lồng tiếng dạy online nữa. Nên là nó bị khàn một thời gian khá là dài và nó thành mãn tính. Tường đã nghỉ một thời gian rồi nhưng mà nó vẫn khàn, nó bắt buộc Tường phải điều trị. Đến hôm nay thì Tường tạm ổn hơn. Tường sẽ bắt đầu lồng tiếng lại cho anh em để cho anh em xem dễ hiểu hơn. Cũng nhiều anh em nói là lồng tiếng thích hơn. Rất là cảm ơn anh em đã luôn yêu quý Tường. Tường đang đi cữ 1.5 anh em nhé. Thực sự nếu như anh em xem nhiều clip của Tường thì cái công thức fade này, hầu như clip nào Tường cũng áp dụng một cái công thức này để cho anh em dễ học. Anh em để ý thấy thì cái tông đơ NT20 lưỡi kép này của mình nó báo đỏ ngay từ đầu, tức là báo hết pin. Nhưng mà Tường cắt đầu này
Nó rơi đâu khoảng tầm 3-40 phút mà pin vẫn vừa đủ. Tường đang mở lưỡi để phá ngấn anh em nhé. Ở trên clip này thì Tường cũng tua nhanh cho anh em xem. Nó chỉ rơi vào khoảng độ 12 phút thôi, thì anh em xem nó sẽ đỡ sốt ruột hơn. Anh em có thể đặt câu hỏi về nghề hoặc là về một cái kỹ thuật, một cái kiến thức nào đó trong Tóc Nam ở phần bình luận video này. Tường sẽ làm video chia sẻ và hướng dẫn cho anh em. Tường rất là cảm ơn anh em trong thời gian qua đã luôn ủng hộ Tường. Mặc dù Tường ra những cái clip mà Tường ít lồng tiếng thì anh em vẫn ủng hộ. Đến nay kênh của Tường thì cũng đã hơn 70.000 người đăng ký. Tường rất cảm ơn tất cả mọi người đã luôn đăng ký và ủng hộ và theo dõi những clip của Tường. Đó, anh em thấy hiệu ứng khá ổn rồi đúng không? Rất là đơn giản. Đi khung 2 phây, sau đó dùng cạo khô cạo dưới chân, sau đó đi 1,5, sau đó pha ngấn ở đường 1. Đây là Tường đang dùng bấm viền NT218. Để trong trường hợp mà giữa cái đường cạo khô và đường chúng ta đi lên ấy, đường cạo khô ấy, đường tiếp giáp giữa cạo khô mà nó không mất hẳn ngấn, thì chúng ta lúc này chúng ta dùng bấm viền chúng ta đi lại thì nó sẽ mất ngấn. Ở đường tattoo hoa văn nhỏ này thì Tường sẽ cạo nét nhìn cho nó chất hơn. Mình yêu nghề thì lúc nào mình làm mình cũng cảm thấy hạnh phúc anh em ạ. Lúc nào mình cũng cảm thấy hạnh phúc. Thời gian vừa rồi thì Tường thấy anh em trên nhóm cũng như trên TikTok đặt câu hỏi rất nhiều về quá trình anh em đang học nghề. Anh em cảm thấy nản, và anh em cảm thấy nó không có kết quả. Thì thực ra thì Tường chỉ biết khuyên anh em là cố gắng lên. Môi trường mà chúng ta chọn nó rất là quan trọng. Nếu như nó chưa đúng ý của chúng ta thì các bạn có thể lên YouTube, các bạn gõ những cái kênh của các giảng viên khác, các barber khác tại Việt Nam để các bạn học hỏi và tham khảo. Khi chúng ta học online, học xem trên video YouTube thì cái thời gian nó sẽ lâu hơn. Còn nếu chúng ta đến được thực tế trực tiếp thì chúng ta sẽ rút gọn lại được thời gian và nó sẽ nhanh hơn. Tường làm những cái video online trên YouTube miễn phí này là để dành cho anh em không có điều kiện và những anh em ở xa, để cho anh em tự học, tham khảo những cái kiến thức mà Tường chia sẻ. Còn những anh em nào giỏi rồi hoặc là không cần thiết thì đừng nên xem của Tường, rồi vào bình luận những cái ngôn từ nó không lịch sự, cắt xấu thế, với lại là cắt như thế này mà cũng đi dạy người khác. Tường không dạy ai cả, Tường chỉ dạy học viên của Tường thôi. Và Tường trên đây là Tường chỉ chia sẻ những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm, những cái cách làm của Tường thôi. Anh em cảm thấy phù hợp thì anh em có thể học, còn anh em không phù hợp thì anh em có thể chọn sang một barber hoặc là một kênh khác. Mỗi barber ở trên YouTube này nó cũng như một món ăn. Các bạn cứ cảm tưởng như kiểu Tường là một cái món ăn dân dã, đơn giản và giản dị, nhanh và gọn lẹ. Đấy, Tường nghĩ là cũng chắc chắn là cũng nhiều người sẽ phù hợp với cái cách làm của Tường. Tường thì xuất thân từ truyền thống đi lên. Tường làm nghề đến nay là 13 năm. Bắt đầu Tường học là từ một người thầy, chỉ có một cái gương và một cái ghế. Cắt tất cả các kiểu đầu ngày xưa, đầu gáy chéo, rồi đầu một mất một còn, rồi đầu tỉa bám đuổi, đầu đinh, rồi tất cả các đầu ngày xưa là Tường cũng đã được trải qua hết. Và đến cách đây khoảng độ 7-8 năm gần đây thì Tường đã nghiên cứu, tự mày mò về phây và các đầu theo xu hướng bây giờ, về tattoo, tattoo hoa văn, tattoo mặt người, tattoo chân dung, để bây giờ Tường chia sẻ lại cho tất cả học viên của Tường. Đầu tháng 3 dương lịch, tức là ăn Tết xong, nó rơi vào ngày 18 âm lịch, 18 tháng 1, tháng riêng, Tường sẽ khai giảng khóa học
cơ bản, nâng cao, khóa nâng cao kèm cơ bản và khóa nâng cao, tức là có 3 khóa. Anh em có thể đăng ký từ bây giờ. Tường sẽ tặng học bổng, tức là lì xì cho anh em 5 triệu cho khóa nâng cao cơ bản và khóa cơ bản nâng cao. Lì xì 5 triệu với điều kiện anh em đăng ký trước ngày mùng 5 tháng 2 để cho Tường chốt sổ và chốt học viên để đảm bảo chất lượng cho khóa học. Còn khóa nâng cao Tường sẽ lì xì 2 triệu. Anh em lưu ý là trước ngày mùng 5 tháng 2 để Tường chốt sổ và để đảm bảo chất lượng cho khóa học, Tường sẽ không nhận quá nhiều học viên. Rất là cảm ơn anh em đã luôn yêu quý và ủng hộ Tường. Cái form ngày hôm nay thì Tường cắt nó hơi lai lái cái form giả cua một chút. Nói chung là nó không giả cua hẳn. Tường đã hoàn thiện xong kiểu tóc rồi. Bây giờ thì Tường sẽ dùng clay, tức là sáp khô tự nhiên, để Tường đánh rối trên này lên cho nó có cái hiệu ứng, trông nó sẽ đẹp hơn. Tường đặt tên cho kiểu này là Mohican trẻ con. Nó hơi biến thể anh em nhé. Anh em lưu ý là Mohican và Texture Crop nó khác nhau. Đó, Tường đặt tên cho kiểu này là Mohican trẻ con đi. Nó vừa gần như cua cua khỏe khỏe mà nó cũng mái, nó vẫn để kiểu dạng kiểu Mohican trên top, chúng ta vuốt sáp clay. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm. Anh em đăng ký khóa học thì để lại comment hoặc là liên hệ số điện thoại trong phần mô tả. Xin chào và hẹn gặp lại anh em.